Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vinatix của chúng tôi. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách so sánh dữ liệu của hai bảng. Ví dụ như ở đây, tôi có một bảng 1 và sau quá trình chỉnh sửa thì tôi tạo ra bảng 2. Vậy bây giờ làm như thế nào để tôi có thể biết được giữa bảng 1 và bảng 2 đã thay đổi nội dung gì ở những ô nào? Thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn sẽ chọn vùng cần so sánh. Ví dụ như ở đây tôi sẽ chọn vùng này. Tôi sẽ không chọn phần tiêu đề vì tiêu đề đã giống nhau. Sau đó chúng ta sẽ chọn Conditional Formatting, có nghĩa là định dạng có điều kiện. Sau đó chúng ta chọn New Rule. Chúng ta sử dụng dạng cuối cùng, sử dụng công thức để quyết định định dạng ô. Tại mục nhập công thức chúng ta sẽ click vào và chúng ta sẽ chọn ô đầu tiên của vùng cần so sánh. Như vậy đây đang là địa chỉ tuyệt đối, chúng ta sẽ nhấn F4 3 lần để chuyển về địa chỉ tương đối. Sau đó chúng ta sẽ so sánh tương ứng với ô bên này. Chúng ta sẽ sử dụng dấu khác, gồm dấu bé hơn và dấu lớn hơn. Sau đó chúng ta sẽ click vào ô tương ứng. Chúng ta cùng nhấn F4 3 lần để chuyển về địa chỉ tương đối. Như vậy nếu F4 khác với A4 thì chúng ta sẽ định dạng. Ví dụ như ở đây tôi chọn định dạng màu nền, do đó tôi chọn fill, chọn màu đỏ chẳng hạn, chọn OK. Chọn OK. Như vậy, những ô có dữ liệu khác nhau đã được bôi đỏ như ở đây. Ví dụ như ở bên bạn này Nguyễn Tường Vinh thì sang bên này chỉ còn Nguyễn Vinh, do đó bị tô màu đỏ. Tương tự với ngày tháng năm sinh cũng vậy. Đây là tất cả các ô có dữ liệu khác nhau của hai bạn đã bị tô màu đỏ. Như vậy đây là cách rất nhanh chóng để chúng ta có thể so sánh dữ liệu khác nhau của các ô giữa hai bảng. Và trong quá trình thực hiện, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở dưới video này để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.